Rồi, em xin chào toàn thể tất cả các anh em yêm thanh trên miền Tổ quốc ha. Thì hôm nay em có thêm một bộ MS. Con này là con render nha. Của hãng Gincam FC10 nha. Ok, FC10 Alpha. Lúc trước em có làm một con là FC5. Thì con đó em đã bán rồi. Hôm nay em có thêm một bộ mới là FC10. Như vậy là sau này em còn một bộ FC9 nữa đang ráp cho khách. Con FC9 thì cấu hình nó thấp hơn, với lại cái form nó nhỏ hơn, cái size nó nhỏ hơn chút nên giá thành nó rẻ hơn tí thôi chứ không có rẻ gì mấy. Rồi con này là con FC10 Alpha. Rồi thì con này khá ngoại hình nó khá là to, cái thùng nặng khoảng 15 kg, nguyên bao bì đóng gói khoảng nặng khoảng 15 kg. Con này là màu silver, nội cái vỏ với cái vỏ máy với cái nguồn thôi, đã nhập về là mất thời gian khoảng là 30 ngày, chưa tính tiền phí tiền mua hàng và tiền phí vận chuyển nha. Rồi ok. Rồi bây giờ em sẽ khui hộp cho các anh em xem thử con FC10 ha. Rồi, em khui thùng nha. Lên ở bên Land Audio Design mới gửi vô cho em mới vừa nhận được tức thì luôn, gửi chuyển phát nhanh vô lực bên đó, họ ráp xong rồi họ gửi cho em luôn. Em có sản phẩm để review. Thùng xốp khá là dày nha anh em, nên vận chuyển xa rất là yên tâm và thoải mái hơn nha. Rồi ok, để mình bóc cái sản phẩm chính của mình ra nha. Ok, khá là nặng nên bóc phải hai tay, một tay cầm không nổi đâu. Vỏ máy rất là dày. Khá là dày, rất là chắc chắn. Vỏ này chúng ta đụng vô nó không bị xước tay. Mấy cái vỏ China các anh em đụng vô bảo đảm là đứt đứt tay ngay cái chỗ xương cá này liền. Này rất là êm ha. Tiền nào thì của nấy thôi anh em. Rồi bây giờ em bóc cái hộp này ra. Cái bao bì của nó ra nha. Cái thời gian mà nhập cái con này về mất thời gian rất là mất, nói chung là rất là mất thời gian, mất khoảng 30 ngày vận chuyển. Đó. Rồi, sản phẩm chính của chúng ta nha. Ok, để xoay một vòng cho các em xem. Ok, để em để lên cái bàn xoay và em xoay một vòng. Đây, đây là con FC10 nha. Con này thì cái form nó dày hơn một chút so với con FC5 lúc trước của em. Đó. Kích thước thì ngang dọc dài thì bằng con FC5 thôi, nhưng mà cái đầu dày á nó cao hơn con FC5. Vì sao? Vì sao nó dày hả? Ok, vì nó dày, nó có hai khe PCI. Ha. Bây giờ em sẽ tiến hành gắn thêm khe PCI USB cho nó. Một là gắn thêm khe PCI USB, hai chúng ta có điều kiện gắn thêm PCI card LAN của hãng Zcard nha. Ok. Đây là nguồn của nó luôn. Nói chung là con này đã setup đầy đủ hết trơn rồi. Bây giờ em thêm cái option của nó rồi. Ở đây là linh kiện option riêng của nó. Option cái này thì em trang bị riêng thôi. Ok, kẹt lọc nhiễu, mainboard, cái này là socket wifi, tải nhiệt, ổ cứng, lọc nhiễu RAM. Em xài ba cây luôn, lọc nhiễu đường RAM á nha anh em. Rồi cái này là kẹt USB, kẹt lọc nhiễu mainboard. Ok, option của em là như vậy. Rồi con này thì giá nó hơi cao. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành em mở máy, em thêm cái option vô nó là ok. Sau này em sẽ update thêm, ví dụ như các anh em có yêu cầu thì không lấy kẹt USB á, thì dù như các anh em muốn chơi kẹt USB mà của hãng Zcard á, thì cái kẹt Zcard đó nó rơi vào khoảng 12 triệu nha, là chưa có nguồn. Đây, kẹt Zcard thì gắn ngay chỗ này, kẹt USB. Đó. Ok, em xoay một vòng cho các anh em xem. Vỏ máy rất là mát, mát lạnh luôn á. Nhôm rất là dày nha, không bị xước tay nha, anh thấy không? Gặp mấy đồ China đều đẻo chỗ này là xước tay chảy chảy máu liền nữa, không như như chơi đó. Con này khá đã luôn, đúng ngoại hình chất high end.
Con này thì nếu mà làm là làm kiểu có như các anh em chơi kiểu vendor cũng được nè, máy chủ cũng được nè, MS cũng được nè, đó nói chung là chơi kiểu vậy đa thể loại luôn. Thì nói chung là do tùy theo cái nhu cầu anh em chơi sao thì em sẽ set 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 up như vậy. Ví dụ như các anh em muốn con này làm render thì em chủ yếu làm cái render cho nó ha. Ok rồi, em sẽ tháo ra gắn thêm cái mấy cái những cái option của em vô. Option của nó khá là phong phú. Thấy vậy thôi chứ mấy cái linh kiện này option của nó rất là quan trọng đó nha các anh em, không có đơn giản đâu. Này nữa nè. Đó. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiến hành thêm option. Sau đó em sẽ quay cho anh em xem. Rồi, sau một hồi em đã thêm option vô đầy đủ hết ha. Nhất là cạc lọc nhiễu USB riêng nè, cạc mainboard lọc nhiễu mainboard nè ha. Rồi ok. Và cạc lọc nhiễu đường RAM là đó. Chơi một con MS server hoặc con render chuyên dụng nó phải có ba cái yếu tố đó chính nha các bạn. Rồi thì ở đây nếu mà các anh em chọn option cao hơn thì chúng ta sẽ chọn là cái cạc USB này là Zcat. Zcat thì giá nó dao động khoảng là 12 triệu một cái cho tới 21 triệu 900 ngàn một cái ha. Một cái cạc Zcat chưa có tính theo cái phần nguồn đó nha. Tại vì cái cạc Zcat nó có một cái bộ nguồn 5V nuôi riêng. Thì cái đó các bạn mua riêng cái bộ nguồn cho cạc Zcat nha. Tại hãng Zcat nó không, nó bán cái nguồn riêng, nó chỉ bán một cái cạc này thôi. Còn cái này mình không có xài, mình xài cái cạc lọc nhiễu USB của hãng khác chứ không phải Zcat. Nên cái này thì cái option này thì mình để sẵn cho các bạn luôn ha. Rồi con này thì giá nó hơi cao, giá tham khảo là 70 triệu nha các bạn. Ok, nói cái nhiều khi nói tới đây anh em nói ui con này làm gì tới 70 triệu. Đúng rồi, các bạn cứ các anh em thì cứ nghiên cứu thử đi. Nói cái vỏ với cái nguồn hoa nhập về là gần 30 triệu rồi, nhập khẩu chính ngạch đó là gần 30 triệu cái phần vỏ nè với cái phần nguồn đó. Đó, cục nguồn này, nguồn lọc, nguồn audio và các thứ bên trong nữa ha. Đó. Rồi. Đó là một con render chuyên nghiệp chuyên dụng luôn ha. Thì lúc có clip trước đó mình có hay giới thiệu là lên chọn music server trước hoặc hay là con DAC trước. Thì các bạn đầu tư một cái con render hoặc là con music server cấu hình cao là các bạn xài vĩnh viễn, xài hơn chục năm á. Cấu hình tốt thì nó hoạt động nó chân chu hơn, nó sẽ làm việc đi hiệu quả hơn và nó xử lý đường nhiễu nó tốt hơn ha. Nó là như vậy. Còn chúng ta chơi mà máy laptop hoặc là máy tính á thì cái đó thì chơi cho vui thôi, phát ra tiếng thôi, nhưng mà chơi kiểu mà cao cấp thì cái đó thì không ai chơi như vậy hết ha. Ok. Thì nói chung là cái server music thì làm cái gì làm server music cũng được hết, nhưng mà quan trọng cái server music nó nằm ở cái phân khúc nào cho chúng ta đó nha. Thì đối với cái con này mình làm cái render có nghĩa là mình có cái con, có nghĩa là mình có cái bộ một cái máy tính PC mình chứa cái dữ liệu kho nhạc trong đó rồi mình render qua cái con này ha. Đó thì con này nhiệm vụ nó chỉ là render, nó sẽ nhận tín hiệu từ cái máy chủ qua bên đây xong rồi nó truyền xuống con DAC. DAC thì mình sẽ kết nối vô phía sau cái cổng USB này ha. Đó, nó là như vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại, mình sẽ test cho các bạn nghe thử ha. Mình chơi kiểu render nha, tại vì mình có cái máy chủ là con nút rồi. Mình chứa cái dữ liệu kho nhạc trong đó. Và con này mình làm cái render, mình sử dụng cái hệ điều hành Rune nha. Phần mềm chơi nhạc số là Rune. Còn ở thị trường, trước khi mình play, mình sẽ nói sơ qua chút này cho các bạn như anh em phải hay phân vân. Ở trên thị trường rất là nhiều cái con render ha. Music server thì mỗi hãng nó sẽ chạy một cái hệ điều hành riêng của nó, mà đa số hầu như đó là hệ điều hành Linux nha. Linux thì các bạn không có thể nào các bạn cài được cái driver Xmod cho cái con DAC của các bạn đâu. Mỗi cái con DAC nó có một cái con chip driver Xmod USB. Thì khi mà chúng ta có được cái driver của nó thì nó xin là ICO ha. Thì cái file cái đó thì nó chuẩn thì nghe nó sẽ hay hơn. Còn tất cả các loại render music server trên thị trường mà hãng nó ráp sẵn á thì nó sử dụng hệ điều hành Linux. Linux thì nó sẽ tự động nó nhận cái driver audio luôn. Tại vì trong cái hệ điều hành Linux đó nó có tính năng, nó có một cái tính năng đó là IO audio, đó nó tên là như vậy đó. Thì tự động nó nhận luôn. Thì nó dẫn cái con DAC của các bạn luôn. Thì đó chơi tầm trung thôi. Thì mấy hãng âm thanh lớn trên thế giới họ làm như vậy cho thứ nhất là cho nó tiết kiệm thời gian họ bảo hành. Tại vì cái đó Linux thì họ add vô cái mạch chủ của họ là xong, họ là chạy vĩnh viễn luôn.
Còn các bạn mà học tay vô các bạn chạy lại hệ điều hành mới coi như là mất cái bảo hành của hãng ha. Cái đó là bên trên, cái đó là kinh doanh của người ta làm như vậy. Thì ở đây cái con render của mình hoặc là con music server của mình thì mình sẽ chạy hệ điều hành hệ điều hành Windows nha. Windows thì nó sẽ xử lý được nhiều thứ hơn. Có thể cài được ICO luôn. River Xmod luôn nha. Ok cho con đát. Rồi, nó là như vậy ha. Rồi, ok. Thì tiền nào thì của nấy thôi nha các bạn. Ok, rồi, nó lại nha. Giá tham khảo con này là 70 triệu nha. Rồi, ok. Thôi các bạn có muốn thêm nâng cấp thêm cái Zcash nữa thì thêm 15 triệu nữa là luôn cả bộ nguồn nha. Cái Zcash là hết 12 triệu ha. Cái nguồn thì khoảng dao động từ 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu tùy theo các bạn chọn thôi. Ok. Rồi. Rồi, em đã kết nối vô cái gì đó mà âm thanh đã xong ha. Rồi, ở trên là trên cùng là con FC10 màu bạc ha. Rồi, con đó thì em chủ yếu là em dùng cái kiểu render qua bằng cái phần mềm Run. Tại vì phần mềm Run cái render nó rất là tốt nên em tận dụng cái phần mềm đó em chơi nhạc số với lại cái chương trình cái phần mềm Run nó cũng hay nữa. Rồi, cái con màu đen ở dưới cùng nè, các em thấy vuông vuông không? Đó là con máy chủ của em ha. Là em lấy nhạc từ cái máy chủ render qua cái con FC10 ha. Đó là làm cái render, thì con đát thì em cắm vô cái con FC10 á là con ở trên. Rồi vậy thôi. Còn máy kia chỉ là máy chủ thôi, nó lấy những cái nguồn nhạc từ cái hệ thống server của em bắt qua cái con render kia. Thì giống như đó nói nôm na cho các anh em dễ hiểu á, giống như các anh em chơi bộ âm ly tích hợp luôn rồi thì nó khác đúng không? Và anh em thử đổi cái bộ về bao anh quýnh là nó khác liền, nó tách ra hai bên không, một cái bao một cái về thì chơi nhạc số cũng vậy luôn, một cái là máy chủ một cái là render đó, nó kiểu nó em nói nôm na vậy cho các anh dễ hiểu ha. Rồi thì cái con server đó làm được tất cả mọi thứ, làm render cũng được, làm máy chủ cũng được, làm ms cũng được ha, các loại luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ test nhạc nha. Rồi đây thì lấy cái điện thoại là chính ha, thì em điều khiển nhạc thôi. Rồi
穷到底，年少时候虔诚发过的誓，沉默的沉没在深海里，周而复始，结局还是失去。出众生孤寂，不还手，不放手，笔下画不完的圆，心间填不满的雨，是你。为何爱判处众生孤寂，xong cái con Twinscom FC10 ha, phiên bản thứ hai của em. Lúc trước em làm con FC5, bây giờ là con FC10. Sau này em chắc khoảng cả tháng sau là có thêm con FC9 nữa, tại con FC9 là có khách quen của em đã đặt con đó rồi. Ok, thì tiền nào thì của nấy nha các anh em. Thì đối với cái tầm phân khúc bên Land Audio Design họ thiết kế, họ làm thì bảo đảm tầm phân khúc này bóp chết cái con Winuclet luôn á. Quân nút lét trên thị trường bán giá dao động, giá hãng dao động khoảng hơn 2.000 đô tùy theo cấu hình. Thì các anh em lên mạng cứ coi cái ruột gan của con nút lét nó như thế nào, các anh em sẽ hiểu nó cái phân khúc đó thì chúng ta để đáng để chơi không. Rồi ok, thì em xin nói lại giá tham khảo con này là 70 triệu nha. Rồi ok, em muốn xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các anh em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.